Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các thẻ HTML tiếp theo. Thì ở buổi trước chúng ta đang tìm hiểu về thẻ H1, thẻ xuống dòng và các quy luật của một thẻ HTML, cách định nghĩa và cấu trúc của một thẻ HTML. Thì ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thẻ HTML tiếp theo, đó là thẻ dành cho phông chữ. Tôi sẽ giới thiệu một tập các thẻ dành cho phông chữ. Đó, nó giống như các bạn lúc soạn thảo văn bản ấy, thì các bạn liên tưởng đến là khi các bạn xử lý văn bản, các bạn dùng những cái việc gì, sẽ xử lý những cái gì, thì trong HTML nó cũng có cách trình bày cho nội dung như thế. Ví dụ như là in đậm, in nghiêng hay là gạch chân. Đó, tôi sẽ quay trở lại cái thư mục của buổi trước và tôi sẽ đặt tên một trang mới. Tôi sẽ tạo ra một trang mới. Ok, tôi sẽ tạo một trang mới ở trên chính sắp làm tất. Tôi lưu nó với file là phông. Các thẻ phông. Thẻ phông.html. Các thẻ dành cho phông, viết tắt là như vậy. Ok, tôi sẽ tạo ra cấu trúc của một trang HTML như thế này. Đó, các thẻ dành thể hiện phông chữ. Đó, tôi lưu lại. Thì đối với các thẻ thể hiện phông chữ thì chúng ta có thẻ đầu tiên là thẻ B, thì cú pháp của nó là B. Bất kỳ thẻ HTML nào trừ những thẻ đặc biệt không có thẻ đọc thì sẽ không có nội dung, còn thẻ nào cũng sẽ có nội dung ở bên trong như thế này các bạn nhé. Thì tôi sẽ tạo thử ví dụ như là học lập trình tại Suntech Việt Nam. Tôi sẽ chạy trang này lên. Các bạn nên nhớ là các bạn cài Sublime vào nhé. Có rất nhiều những tiện ích mà Sublime nó đem lại. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy là đây là nội dung mà tôi vừa tạo. Lúc này tôi sẽ đưa thẻ B vào. Đó. Và tôi sẽ chạy lên. Thì các bạn thấy là nội dung nó đã được in đậm. Tiếp theo cũng là thẻ dùng để in đậm nhưng lại là strong. Cú pháp của nó là strong như thế này. Đó, và bên trong này cũng là nội dung. Bây giờ tôi chạy nó lên. Ví dụ tôi copy cái nội dung text này, tôi dùng cho thẻ strong. Đó, và tôi chạy nó lên. Thì các bạn thấy là tôi cũng được cái nội dung in đậm như vậy, nhưng lúc này nó đang nằm ở cùng một hàng. Tôi sẽ dùng thẻ BR mà chúng ta học ở buổi trước cho nó xuống dòng. Đây, đó, các bạn thấy vậy thì hai thẻ này nó khác nhau cái gì? Hai thẻ này nó cùng nội dung in đậm, tức là cái chức năng là giống nhau. Vậy tại sao nó sinh ra hai thẻ? Đó, thì tôi sẽ giải thích luôn. Đối với thẻ B thì thẻ strong thì mục đích là để in đậm, nhưng đối với thẻ strong thì nó có ý nghĩa lớn hơn trong việc sell website. Đó, cái này nó có ý nghĩa trong việc sell nhé. Tức là khi mà chúng ta làm sell ấy, sell web ấy, thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng thẻ strong, vì thẻ này nó sẽ nhấn mạnh cái nội dung trong cái keyword trong cái nội dung. Còn cái thẻ B này nó chỉ làm một việc đơn giản là in đậm, còn cái này nó nhấn mạnh nội dung của cái nội dung mà chúng ta cần diễn đạt ấy. Thì cái này nó có tác dụng SEO rất là lớn, và khi các bạn làm SEO thì các bạn nên dùng thẻ strong. Đó, tiếp theo dùng trong thẻ phông thì chúng ta có chính là thẻ phông luôn. Thì thẻ phông nó có hai thuộc tính vô cùng quan trọng, đó là thể hiện kích cỡ chữ và màu chữ. Trong này sẽ là nội dung, và bên trong này thuộc tính có hai cái là size. Đó, đơn vị của nó tôi tạm để là mặc định PT. Thì ở bên trong này sẽ là một số, còn color thì ở đây sẽ là màu. Đó, bây giờ tôi sẽ chạy thử nó lên. Ví dụ như là xuống dòng đây rồi. Tôi chạy thẻ phông lên size và color, tôi để nó màu đỏ.
Và đây số tôi để là 0.24 giống các bạn trình bày trong Word ấy. Ví dụ như là lập trình web chẳng hạn như vậy, và tôi chạy trang, load lại trang lên thì các bạn thấy rõ ràng cái tính chất của thẻ phông này với hai cái thuộc tính kia nó làm cái text của chúng ta thay đổi hoàn toàn, có màu đỏ và chữ to hơn rất là nhiều. Đó, thì đấy là ý nghĩa của thẻ phông. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một thẻ nữa là thẻ U, thẻ gạch chân. Cú pháp của nó như thế này. Thẻ U cũng là thẻ thông thường nên là có thẻ đọc. Bên trong này sẽ là nội dung. Đó, tôi sẽ chạy một thẻ U lên để các bạn hiểu được nó. BR xuống dòng. Và tôi chạy thẻ U lên như thế này. Ví dụ là học lập trình PHP tại Samtech. Tôi chạy lên. Các bạn thấy nó thể hiện ở đây là gạch chân văn bản của chúng ta. Đó. Tiếp theo là tôi nói về một thẻ nữa. Đó là một thẻ thể hiện cái đoạn văn, trình bày đoạn văn là thẻ P, paragraph, thể hiện đoạn văn. Đoạn văn. Thì thẻ này nó cũng sẽ giống như những thẻ khác. Đó, bên trong này là nội dung. Tôi sẽ thử. Thì lúc này các bạn thấy là tôi không cần xuống dòng như những thẻ khác nữa. Tôi sẽ để thẻ P đây. Đó. Lập trình không đơn giản, là không hề khó. Đó. Như các bạn thấy là tất cả những thẻ trên của chúng ta đều cần BR để xuống dòng. Nhưng đối với thẻ P của chúng ta thì nó thể hiện đoạn văn luôn, nó không cần thẻ PR nữa, là BR nữa. Đó. Tôi copy một thẻ P khác, nó cũng sẽ xuống một cái đoạn mới. Thì nó thể hiện đoạn văn mà. Đó, thì đây là tính chất của thẻ P. Tiếp theo là dùng một thẻ để mà in nghiêng chữ. Chúng ta dùng thẻ Y. Tác dụng của thẻ Y là để in nghiêng văn bản. In nghiêng văn bản. Đó, tôi thử luôn. Thì sau thẻ P nó đã thể hiện đoạn này nên tôi cũng không thể xuống dòng nữa. Tôi sẽ thể hiện luôn là văn bản đã được in nghiêng. Đã được in nghiêng. Đây, lúc này các bạn nhìn thấy là đối với thẻ Y, tôi sẽ làm cho cái chữ này nó sẽ in nghiêng. Đó, các bạn thấy chưa? Rõ ràng là tính chất của nó khác hoàn toàn so với những thẻ khác nên chữ đã in nghiêng. Đó. Thì vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn một số thẻ phông thường dùng các bạn nhé. Và chúng ta thường xuyên dùng nó khi mà chúng ta triển khai một trang web. Thì ở bài học này, các bạn vui lòng thực hành ở dưới máy của mình các thẻ phông. Chúc các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.